tại thì chúng tôi đang có mặt trong phòng điều trị của phòng khám thẩm mỹ OIO và đang tiếp nhận một ca điều trị mới. Đây chính là anh Hiếu, để xóa đi cái hình xăm bên phần bắp tay phải của mình ạ. Và anh Hiếu đang có một cái hình xăm hình con rồng ở phía bên bắp tay phải với diện tích khá là lớn. Và anh ơi, không biết là cái hình xăm này của mình nó có lâu chưa ạ? Lâu rồi ạ. Đến với phòng khám thẩm mỹ OIO để xóa đi cái hình xăm hình con rồng ở bên bắp tay phải của mình, bởi vì sắp tới thì anh cũng có những cái công việc riêng và dự định là chúng ta sẽ sang nước ngoài, nên là chúng ta sẽ quyết định là xóa đi cái hình xăm trên cái vùng tay này của mình. Và cái thời gian đi của anh sẽ rất là gấp ạ, khoảng 2 tháng anh nhỉ, 2 tháng nữa là anh đã phải đi rồi, nên là đến thời điểm hiện tại thì anh sẽ cần phải xóa gấp rút đi cái hình xăm bên cái vùng bắp tay của mình để thuận lợi hơn trong cái công việc sắp tới. Và quý vị có thể thấy ạ, khi mà bác sĩ đi laser trên cái vùng da của anh thì chúng ta thấy là những cái phần mà không có màu mực thì nó sẽ không có hiện tượng đáp ứng gì cả. Còn cái laser này nó sẽ chỉ đáp ứng vào những cái khu vực mà có mực xăm thôi. Và đấy chính là cái công nghệ mới nhất hiện nay là Piconil 450, và nó sẽ chỉ bắt vào những cái hắc sắc tố, những cái mực xăm tối màu và phá vỡ những cái cấu trúc mực xăm đó. Và trong cái quá trình xóa xăm thì phòng khám thẩm mỹ OIO cũng khuyến khích quý vị khách hàng đấy là sẽ ăn nhiều rau xanh này, uống thật là nhiều nước này, để cái khu vực xóa xăm của mình sẽ toát mồ hôi thật nhiều. Làm thế nào để nó tăng cái quá trình bài tiết đào thải ra ngoài thì cái hình xăm nó sẽ mờ đi rất là nhanh. Và đặc biệt là anh cũng đang cần xóa cái hình xăm rất là gấp, nên là mình cũng cần phải lưu ý hơn về cái điều này. Và quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang xử lý cái hình xăm trong buổi đầu tiên cho anh, và chúng ta đang nhìn thấy là cái hiện tượng đáp ứng rất là rõ trên da của anh ạ. Tuy nhiên cái hiện tượng này thì nó sẽ chưa phải là cuối cùng đâu, mà về nhà thì nó sẽ còn đẩy cái màu mực ở phía dưới lên nữa. Dù là cái hình xăm của anh cũng đã 10 năm rồi, nên là cái việc xóa xăm nó cũng sẽ được dễ dàng hơn và thời gian nó cũng sẽ được ngắn hơn quý vị nhé. Vâng, và quý vị thân mến, để xem là sau khoảng 2 tháng nữa hình xăm của anh nó sẽ mờ đi như thế nào hoặc là nó sẽ hết hoàn toàn như thế nào thì quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage của phòng khám thẩm mỹ OIO. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào.